Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay Quân lại tiếp tục giới thiệu cho bác về một cái cây thuốc được sử dụng trong dân gian. Chính là cây này em bác. Lá đấy. Quân sẽ quay cận cảnh cái quả cây này cho bác xem, các bác nhận diện xem đây là cái gì các bác nha. Đây chính là quả xanh của cây đấy. Các bác nhìn thấy quả giống cái gì ạ? Nó có những cái mép cạnh này nhìn nó giống cái cối xay các bác. Đấy. Do vậy cây này người ta gọi là cây cối xay các bác nhé. Đây bác, đây chính là hình ảnh về cây cối xay, một trong những vị thuốc dân gian được sử dụng khá phổ biến. Trên thân thì có rất là nhiều lông. Đây bác, trên thân nó nhiều lông. Và nó thường là có màu tía các bác. Thân này thường có màu tía này. Đó. Lá thì hình tim các bác nhé. Lá hình tim. Nó có 7 cái gân tỏa ra từ cuống lá, hình chân vịt các bác. Trên mép lá thì có răng cưa đấy các bác. Đó. Khi chúng ta nhấm cái lá này thì nó không có vị gì các bác, không có vị đắng, không có vị ngọt. Nó có một cái chất nhớt. Đấy. Nó có một chất nhầy, chất nhớt các bác. Đó bác, đây chính là quả xanh nó đây bác. Con sẽ vặt một quả chín cho bác xem nhé. Đây các bác, quả chín nó ngả sang màu đen như này. Đó. Cái quả chín này nó có 18 cái múi các bác nhé. 18 cái múi, và trên mỗi cái múi này thì nó có chứa 3 cái hạt. Con sẽ tách cái hạt ra bác xem. Đây các bác. Đó chính là cái hạt hình thận các bác nhé. Đây cái hạt hình thận. Nó 3 cái hạt. Đó. Và những cái hạt này chính là những cái để cho cái cây cối xay này phát tán trong tự nhiên. Thì thưa các bác là trong tự nhiên thì cái cây cối xay này nó ra quả theo từng đợt các bác nhé. Theo từng đợt. Từ tháng 5 đến khoảng tháng 9 hàng năm. Đấy. Như là trên một cây này các bác, trên một cây nó vừa có hoa này các bác này. Vừa có hoa này. Vừa có nụ này. Đó. Nó cũng có quả nhỏ này các bác. Quả non đấy. Nó cũng có quả già đây các bác. Đấy. Và quả chín đây các bác. Đấy. Trên cây thì nó ra làm nhiều đợt. Ra làm nhiều đợt trong năm. Quân sẽ đặt máy ở đây cho bác xem. Thì sau đây Quân sẽ giới thiệu cho bác về một số những bài thuốc có sử dụng đến cây cối xay này. Cái bài thuốc thứ nhất, các bác trong trường hợp bị cảm sốt nhức đầu thì các bác có thể sử dụng cái lá của cây cối xay này, khoảng 10 gram. Đấy, các bác kết hợp với cái lá tre các bác nhé. Cái lá, cây tre, các bác cố gắng chọn làm sao cây tre gai ấy. Thì các bác kết hợp với cái lá của cây cối xay này, cái cành ngọn này và cái lá của lá tre. Đấy, hai vị này mỗi vị là khoảng 10 gram các bác nhé. Đấy, các bác cho khoảng 4 bát nước và sắc nhỏ lửa còn 2 bát. Đấy, và chia làm nhiều lần uống trong ngày. Đấy, đây là một cái bài thuốc trong dân gian đang sử dụng cái cây cối xay này. Có tác dụng là trong trường hợp bị cảm sốt, nhức đầu, rất là hay. Sử dụng hai vị rất là đơn giản, một là cây cối xay, hai là lá tre. Đấy. Đấy là cái bài thuốc thứ nhất. Cái bài thuốc thứ hai Quân muốn giới thiệu cho các bác. Trong trường hợp mà phụ nữ sau sinh bị phù thủng các bác. Phụ nữ sau sinh bị phù thủng thì các bác có thể sử dụng cái lá của cây cối xay này kết hợp với cái
lá của cây ích mẫu. Đấy, cái tỷ lệ là lá cây cối xay khoảng 25g và lá ích mẫu khoảng 15g. Nấu chung với 300ml nước. Đấy, sắc nhỏ lửa còn 100ml và uống làm 2 lần, chia làm 2 lần để uống trong ngày. Đấy, cũng là một cái bài thuốc dân gian điều trị trong trường hợp phụ nữ sau sinh bị phù thủng, rất là hay. Và một cái kinh nghiệm nữa trong dân gian có sử dụng cái lá cây cối xay này là trong trường hợp bị rắn cắn, các bác bị rắn cắn là các bác cũng có thể là sử dụng cái lá và cái quả này các bác nhé. Các bác nhá nát đấy, nước các bác nhuốc và lấy cái bã đắp vào vết thương đấy, cũng là một cái bài thuốc trong dân gian để điều trị trong trường hợp bị rắn cắn. Và một cái đặc điểm tiêu biểu mà hiện nay y học hiện tại người ta đã nghiên cứu và người ta đã chế phẩm, sản xuất ra những cái chế phẩm, những cái sản phẩm để chữa trong trường hợp bị giảm thính lực các bác, bị điếc tai đấy, thì người ta cái vị cây cối xay này là một trong những vị thuốc chính của cái bài thuốc đó. Cái vị đầu tiên đó chính là cái cây cối xay này, và người ta thường dùng cái quả này các bác nhé, cái quả này và những cái lá đây các bác, cái quả, những cái lá của cây này đó, quả và lá cây cối xay này. Và cái vị thuốc thứ hai Quân đã có một video giới thiệu cho bác rồi đó, đó là cây cốt toai bổ hay gọi là tắc kè đá đấy. Tiếp theo cái vị thuốc thứ ba mà Quân cũng giới thiệu cho bác trong một cái bài thuốc chữa di tinh mộng tinh, đó là cây vẩy ốc hay còn gọi là cây sộp với các bác. Vị thuốc thứ tư đó là cây cẩu tích, cây này chuyên chữa về trong trường hợp về xương khớp các bác. Thứ năm đó là cây thục địa, thứ sáu là cây đan sâm, và thứ bảy đó là cây câu kỷ tử. Thì cái tỷ lệ như này các bác, cái lá và cái quả của cây cối xay này 15g dạng khô bác nhé. Cái cây vẩy ốc, cái lá, bộ phận lá bác nhé, cái bộ phận lá mà có nhiều nhựa đấy của cây vẩy ốc là 5g, rồi củ cốt toái bổ 5g, cẩu tích 5g, thục địa 4g, đan sâm 5g và câu kỷ tử 5g. Tất cả những cái nguyên liệu này đều ở dạng khô các bác nhé, đều ở dạng khô. Và các bác dùng cái nồi đất các bác, nồi đất để sắc. Và cái tỷ lệ sắc như này các bác 3 bát nước, các bác sắc còn 1 bát, sắc nhỏ lửa còn 1 bát, các bác cắt ra một cái bát riêng. Sau đó các bác tiếp tục cho 2 bát nước nữa vào, sắc nhỏ lửa đến khi còn 1 bát. Và các bác đổ 2 bát, một bát ban đầu và một bát sắc sau, các bác đổ hòa lẫn hai cái bát nước này vào với nhau và để cho bệnh nhân uống, chia làm 2 lần uống trong ngày. Đấy, đây là một cái bài thuốc trong dân gian sử dụng những cái vị thuốc nam, những cây thuốc nam trong việc điều trị trong trường hợp bị suy giảm thính lực. Thưa bác là còn rất nhiều những bài thuốc khác sử dụng cái cây cối xay này. Các bác có những thông tin gì thêm hoặc là có những bài thuốc hay liên quan đến cái vị thuốc cây cối xay này, các bác có thể là bình luận xuống phía dưới giúp Quân nhé. Bình luận phía dưới giúp Quân để chúng ta cùng chia sẻ, cùng giúp nhau có được những bài thuốc hay sử dụng trong dân gian. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Quân. Các bác nhớ đăng ký kênh YouTube của Quân ở góc bên này nhé các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào các bác.